Ôi chú cha, hôm nay trăng sáng dữ vậy ta. Và hiện tại mình đang ở trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền. Và hôm nay mình có một trận banh ở đây. Ít ai ngờ là trong trường Nguyễn Thượng Hiền, đây ở Tân Bình nha, lại có một cái sân banh rất là đẹp ở trong đây. Một sân banh duy nhất thôi, không pha trộn nhiều sân hay là không có lưới giăng, không có gì. Nói chung là một cái sân khá là riêng biệt của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Thượng Hiền. Và mọi người đang đá trong kia kìa. Mình đá bên áo bít nha, trên tay áo bít, lát nữa mình sẽ mặc vào ha. Thì cái sân này thì mình thấy là có điều đặc biệt là giống sân 7 ở Hà Nội, giống khung thành FBL không? Rộng hơn tí xíu, SBL, KBL, HBL đồ đó. Kích cỡ sân cũng vậy. Và mình rất là thích. Ôi, sao lưới lưới tè leo me vậy. Và xung quanh là trường Nguyễn Thượng Hiền. Và cũng na ná với lại anh em đá ở sân cát, sân phủi ngoài Hà Nội đó. Trong Sài Gòn thì mình gọi bóng đá này là bóng đá phong trào, còn mấy anh em ngoài Hà Nội hay ngoài Bắc đó, thì có xu hướng gọi là bóng đá phủi nhiều hơn. Thì mình đó giờ mình sinh ra lớn lên ở Sài Gòn thì gọi là bóng đá phong trào, mình không có đá sân cát, té ra đứng lên phủi phủi gì hết, nên thành ra mình không gọi bóng đá như thế này gọi là phủi. Còn những anh em ngoài Bắc thì đá ở ngoài đó thời gian dài, sân cát, té ra xong đứng lên phủi, người ta gọi là phủi. Hai cái nền bóng đá thì cũng là kiểu là đá banh thôi, nhưng mà cái kiểu gọi thì khác nhau. Mình thì là phong trào, anh em chơi phong trào nhiều hơn ha. Rồi hai bên thì cũng quen nhau hết, nhiều khi bên kia thiếu người bên mình qua đá luôn. Nè thủ môn, thủ môn trong kia là của bên mình chứ mà. Rồi nhiều khi mình cũng qua bên kia cũng mấy mình cũng qua bên kia mình đá hoài. Đá banh á là niềm vui, lên đá sức khỏe, chiến thắng cũng không có nghĩa lý gì. Hôm nay đá thắng thì mai cũng đi làm, nay đá thua mai cũng đi làm. Mà cho dù đá giải đi nữa thì thắng rồi xong rồi vô địch rồi sáng sau cũng phải đi làm, cũng phải đi kiếm tiền, cũng phải đó. Ok, quan trọng là đá banh là niềm vui thôi. Nhưng lỡ mình chấn thương, ai chấn thương cũng mệt đúng không? Thì thấy mấy anh em có vẻ comment có vẻ là phải bắt kèo giỏi giỏi thứ dữ này nọ, chí không cần. Nói chung là đá đem lại những pha bóng đẹp cho anh em xem là ok rồi. Rồi thôi, nói nhiều quá, hôm nay bắt đầu nha. Di chuyển thì mình vẫn thường hay xài đôi Ultra Boost 2021 này. Bữa giờ mang cũng khá là thường xuyên. Hôm nào mình lại mang nó đi đá banh lần nữa xem sao. Đợt trước mang đá banh nó chạy đây sót quá trời luôn nè, tới giờ không dám mang lại. Nó sót phần lòng bàn chân á, tại đặt lòng nhiều quá. Mà mang vô đá có được đâu. Thôi, để mang di chuyển đi. Trục trời. Chỗ này hơi căng á. Đá biên hay ném ta? Đá luôn. Chúng tay luôn hả? À, ok. Về là anh. Rồi, em bên đây, em bên đây. Em bên đây. Đá mạnh em, đá mạnh em. Ok.
Xuống đó, xuống đó. Chị cháy. Các bạn. Cái nữa. Em. Hey. Đây anh. Về lại. Tôn anh đã chưa? Phải Tôn gặp chế bánh nó xỉu luôn rồi. Good. Ok. Còn em. Rồi. Trời. Yes. Ơi, em. Ơi. Sao lưng còn à? Bước chậm. Hay quá. Gối quá trời gối. Gối thì. Mặc áo thun cô tông đi đá banh. Đó. Thấy ướt không? Vừa ướt mà vừa nóng nữa. Rồi dặm mốt mặc mấy cái áo dành riêng cho đá banh quá. Nay buồn buồn mặc cái áo này đi đá chơi vui. Trời, mặt nóng kinh khủng luôn. Mà không khô nữa. Bữa sau mặc đúng áo đá banh mới được. Không mặc áo đi chơi để đá banh được đâu. Ơ cái gì đây? À 1, 2, 3, 4 5 con mắt. Vô tình là mượn được cái kiến của anh Đức Nguyễn. Một cái kiến để đá banh cũng khá hay ho ha. Anh em nào mua kiến này để đá banh là hợp lý nè. Mình thấy ok lắm á. Nhưng mà để mình hỏi ảnh chỗ nào bán cái này. Hoặc là link trong phần mô tả cho anh em.
biên nè từ hấp luôn. Good. Đứng. Sao? Bỏ rồi đó, che cho anh chạy đó. Cái gì lắm. Em rồi. Hai. Ok. Hay quá Đức ơi. Đều kiếm rồi đã dữ vậy ta. Bỏ. Bỏ. Ấy da. Không sao. Đây nè. Hết cây. Còn cái nữa. Toàn rồi. Ok, rồi, kết thúc trận đấu ha. Hôm nay mình đá cho bên đội của anh Đức Nguyễn bên này. Mà đội anh kia mình cũng quen luôn, là một anh giám đốc sản xuất hay book mình đi quay quảng cáo. Anh nó tên Tiến Minh. Hôm nay anh cũng không lên. Rồi bên này anh Đức Nguyễn rủ mình lên đá thì mình lên đá chung thôi. Nhà báo Đức Nguyễn nổi tiếng lắm á. Quản lý cũng mấy cầu thủ nổi tiếng mà mình chưa biết cầu thủ nào ha. Rồi vậy thôi, đá banh mà vui vẻ sức khỏe mà thôi. Đội hai bên đều yếu như nhau hết. Mỗi bên một rổ banh đi. Không có ai thắng ai hết á nha. Rồi nếu anh em thấy hay nhớ like đăng ký kênh nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, gặp lại. Bye bye.